đây có lẽ là món ăn hấp dẫn nhất trong nhà hàng của buổi sáng này. Còn có miếng đó mà đâu có biết đâu. Bác ở bên Đức à? Ở bang nào? Tôi ở bên Đức, gọi là... Có lẽ trong những nhà hàng ở đây thì cái cửa hàng bánh cuốn này là hấp dẫn nhất. 16 cái lò làm bánh ngay phía trước, khói bay mịt mù. Và những nhân viên ở đây thì nhìn mặt rất là sang trọng. Hóa ra không phải là những người nấu ăn chuyên nghiệp, mà đều là những cái người tình nguyện. Có người là bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật. Nhưng hôm nay đã ra tay phục vụ. Và 16 lò đã làm không kịp. Và làm tại chỗ để có cái bánh cuốn nóng. Mới sáng sớm thì đã bán không kịp. Bánh cuốn nóng được trở lên. Dạ. Đi đâu mà lấy order sao lại chạy vào đây? Chạy đường này. Đấy, chị bộ trưởng chúng em là trong hội các bạn bè. Yeah. Anh cuốn là chúng em là về hội các bạn bè. Đây là chị hội gì? Chị bộ trưởng hội các bạn bè chúng em đấy, chị nói đấy. Yeah. Ở gốc Thanh Trì, Hà Nội đã mang được sang Mỹ và được một chủ nhà hàng đã truyền cho những cái giáo dân và họ học làm bánh để phục vụ trong những lễ hội, gây quỹ cho giáo xứ. Thay vì làm công nghiệp, họ làm bằng tay để mang đến cái những bánh cuốn nóng để phục vụ. Và vừa một giáo sư trả anh bao nhiêu tiền một ngày? À, làm tình nguyện. À, tình nguyện thôi. Nhà Chúa, à, làm tình nguyện. Làm tới anh trẻ mà anh làm tay chân rồi có nhanh nhẹn quá. Nó du nhập qua đây, phải không ạ? Tại vì bánh cuốn có nhanh này thì gốc là Thanh Trì lâu lắm rồi. Mua ủng hộ chứ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, mấy cái cưng. Có ngay, có ngay. Cha vẫn mặc áo ra phụ các con chiên để cắt thịt bằng cái máy. Khoan. Lý do tại sao cha lại cùng với con chiên cha làm cái điều này? Thì giáo xứ thì muốn có một cái sinh hoạt trong giáo xứ. Thì việc đó hàng năm thì mặc dù công việc rất là vất vả nhưng mà mọi anh chị em cũng rất là nhiệt tâm để mà đến đây để phục vụ cho các hành hương, rồi cũng một phần để gây thêm cái quỹ cho giáo xứ. Thì ra vì vậy nên là giáo xứ đã hàng năm bao giờ cũng là quán đến đây để phục vụ cho anh chị em. Và tôi thì cũng như mọi người thì cũng đến đây. Đây là linh mục Chánh xứ Vinh. Tôi đã tình cờ quay được ông linh mục là làm việc rất thật tình chứ không phải là dựng. Khi tôi tới thì tôm rim cũng được làm ở đây và ai thích ăn thì đều có hết. Đều là những cái món Việt Nam rất phổ biến. Rất là mỏng, rất là sạch sẽ và ngon, đầy đủ các món rau thơm, rau rất là Việt Nam, nhưng là rau thơm đặc biệt là Việt Nam đều có. Giá sống, bác bao nhiêu? 83. Ôi trời ơi, một bác 83 tuổi, bác 73 tuổi nhưng mà vẫn đi phục vụ. Một anh chàng, ủa đâu có Mỹ ở đây vậy? Đây,
đồng hành và đang phỏng vấn mấy chị làm ở đây trong không khí rất là vui chơi, đầy tính chất phục vụ. Và có lẽ đây là cái quán nổi tiếng nhất đã hình thành 16 năm nay và rất được nhà Rồng tín nhiệm, thậm chí đã mời đến để phục vụ. Vì 16 năm nay rất nhiều người đã từng đi, đã rất tín nhiệm cái quán ăn này. Cho các con chiên và cha chánh sứ cùng cái phục vụ. Cha Vinh, cha chánh sứ sáng làm lễ cho các con chiên của mình ngay trong nhà hàng. Một nhà hàng tiền chế. Thấy rồi. Và trong một không khí gần 300 người phục vụ và lấy tiền quỹ để giúp cho nhà thờ, đã tạo không khí mới cho cộng đoàn.